Xin chào các bạn, đây là video của những tập mới nhất bên Trung rồi nhé. Thời lượng có ngắn thì S cũng không có cách nào làm dài hơn được, nên chúng ta tiếp tục chờ. Và mong các bạn đừng hỏi S phần mới nhé, không có chấp thì làm sao S làm cho các bạn được. Cảm ơn các bạn. Chuyển cảnh đến Tích Thủy Thành, đứng trước cổng thành. Quân địch tập trung chuẩn bị tấn công, Trúc Lãng liếc nhìn lão Ba lên tiếng, "Kẻ địch đến rồi, chút nữa chúng ta cũng động thủ thôi." Trúc Thiên Quan ngạc nhiên, "Ừ, bình tĩnh như vậy, không hề lo lắng chúng ta không đủ người sao?" Trúc Lãng tươi cười tỏ vẻ nói: con đoán cha để người của các đại kiếm tông và cao thủ trúc môn giả thành bách tính trong thành mai phục trong tích lũy thành ồ ồ thế mà lại đoán đúng rồi con không hoài nghi chút nào về thực lực của trúc môn có thể chiêu mộ được những người đó hay không sao trúc lãng tự tin nói tiếp không hoài nghi dù sao thực lực của chúng ta còn mạnh hơn cả hoàng tộc hơn nữa dù cho hôm nay lão ba đột nhiên lôi ra năm đúc phẩm trong thần khí con cũng không kinh ngạc đâu trúc thiên quan trố mắt ngây ngốc cái quái gì thế sao cái gì nó cũng biết vậy ông liền chắp tay ôm quyền nở nụ cười khụ khụ con như thế làm ta không có mặt mũi gì cả hôm nay ta nhất định sẽ nói ra một chuyện mà con không biết, để con phải kinh ngạc mới được, con có biết tác phẩm mà ta hài lòng thứ nhất là gì không, không hề suy nghĩ. Trúc Lãng liền đáp, là năm đúc phẩm kia sao, hừ hừ, đoán sai rồi con dai, không phải, là kiếm linh long của con, cái đó cũng do ta đúc đó, Trúc Lãng giật mình kinh ngạc, cái gì? Trúc Thiên Quan tươi cười kể lại, ta từng ở khí kiếm lâm, lấy ánh sáng mặt trời làm lò lửa, lấy kiếm gì làm vật liệu. Rèn ra một thanh kiếm linh, vốn dĩ nó hẳn là nên giống như các đúc phẩm khác của ta, mang dấu ấn tinh thần của ta trở thành kiếm đúc của riêng mình ta nhưng nhưng trên khí kiếm nhiễm máu của con sản sinh ra một linh thức chỉ hòa hợp với con ta vốn muốn để nó trở thành con để nó bầu bạn bên ta nhưng nó chỉ muốn đợi con ở khí kiếm lâm nó còn kiên định rằng con chưa chết tin tưởng hơn cả ta nữa không ngờ sau này nó lại biến thành long dường như là đã biết trước rằng con sẽ trở thành một mục long sư từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trúc lãng liền đáp thì ra là như vậy trúc lãng cau mày suy nghĩ mình vẫn luôn cho rằng mặc ta là do thiên nhiên hình thành thì ra lại chính là niềm an ủi tinh thần mà lão ba góp nhặt chẳng trách lại dồn nhiều tình cảm vào như vậy nó là tác phẩm tốt nhất của ông ấy nếu như không phải do dự diễn trước mình e là cả đời này cũng không có cơ hội nghe lão ba nói về chuyện của mạc tà thật lòng hy vọng ông ấy có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này dứt khỏi suy nghĩ trúc lãng liền tiến về trước lão ba có chuyện con muốn nhắc nhở ba chút nữa sau khi khai chiến phải đánh nhanh thắng nhanh nhanh chóng rút về cũng đừng để long xuyên long cụ của trúc môn tác chiến con lo rằng tước lang thần sẽ dùng băng không chi xương của vân chi long quốc để đối phó chúng ta thấy thằng con mình dường như biết trước mọi việc trúc thiên quan trả lời trong vô thức ừm ùm trúc thiên quan suy nghĩ thằng bé có lẽ thật sự biết chút gì đó ngay lập tức cuộc chiến liền diễn ra trúc thiên quan giơ thanh kiếm lên cao dẫn đầu những cao thủ của diệu sơn kiếm tông hô hào hét lớn giết 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 chết bọn chúng trúc lãng bên này triệu hồi bạch khởi Chúng ta cũng động thủ thôi Bạch Khởi, ngươi đi chú ý người của Trúc Môn và Kiếm Tông, chỉ cần băng không chi xương rơi xuống, ngươi hãy sử dụng Long Tức để bảo hộ họ. Nhận lệnh, Bạch Khởi liền bay trên cao, nhìn xuống kiểm soát nhóm người của phe đồng minh tại một diễn biến khác. Tước Lang Thần ngồi ung dung trên ghế, sau lưng là vân chi long quốc, con rồng băng vô cùng to lớn. Hắn nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay, bên này, tinh họa lên tiếng nói: "Công tử, Tước Lang Thần tới rồi." "Ừ, ta thấy rồi." Trúc Lãng không ngừng suy nghĩ, có lẽ do chúng ta đã lấy đi ngọc tỷ trước thực lực của tước lang thần cũng yếu đi không ít nhưng mình vừa để ý thấy trên tay hắn dường như có thêm một chiếc nhẫn hắn đưa tay lên cao liếc mắt nhìn xuống hắn nở nụ cười nham hiểm nhiều công phẩm ngon miệng như vậy đúng là vượt ngoài dữ liệu của ta ta thu hết tất cả vậy ngay lập tức vương chi long quốc há miệng gầm gừ từ trong miệng phun ra một màn khói xanh băng lãnh vô cùng lạnh lẽo tấn công xuống băng xương chi ai bên dưới bạch khởi cùng những con rồng khác ngước mắt nhìn lên không ngừng xuất động phóng ra một màn băng đối chọi ầm 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 va chạm của hai đòn công kích nổ ra tạo thành một quầng xanh sáng giữa không trung bên dưới quân lính hai bên đối đầu nhau chuẩn bị giao chiến trúc thiên quan hét lớn triệt ông suy nghĩ may mà trúc minh lãng đã nhắc trước nếu không thì phải tổn thất nặng nề rồi ngay lập tức đám quân lính của hoàng gia liền bị đông cứng thành những tảng băng sống trong chốc lát sự lạnh lẽo từ băng xương chi ai khiến cả không khí đông cứng triệu sướng nhìn quân lính của mình bị đóng băng hắn hán mồm toát mồ hôi hốt hoảng đây lúc này trúc lãng hai tay chắp lại giữa hai lòng bàn tay xuất hiện ra một đốm ánh sáng vàng kim tỏa ra sung kích dao động dữ dội trúc lãng lạnh lùng nói triệu sướng vương gia chúc mừng ngươi trở thành đồng lõa cầm thú của ác thần đã hủy diệt thiên ai chi long có 10 vạn năm thiện đức cũng chúc mừng ngươi để tiếng xấu muôn đời trở thành người đẩy hoàng đô vào địa ngục ngươi đã dùng chính mắt mình để nhìn thấy rồi đấy hắn liền quỳ sập xuống bây giờ nói những thứ này có ý nghĩa gì chứ là ta hổ thẹn với long thần thủ hộ của chúng ta hổ thẹn với tổ tiên hổ cái mã cha ngươi nếu như ngươi tin ta thì nói cho ta ngươi giao quyền khống chế thiên ai chi long vào tay tước lang thần như nào hắn tỏ ra hối hận liếc nhìn trúc lãng là long giới ta dùng nó để khiến thiên ai chi long nghe lệnh của ta nhưng đêm qua ta đã giao long giới cho tước lang thần rồi liếc nhìn thiên ai chi long đang ở trên cao trúc lãng liền nói ta biết rồi trúc lãng không ngừng suy nghĩ trong cảnh tiên tri mình không nhìn thấy chiếc nhẫn đó e là sau khi sử dụng thiên ai chi long tước lang thần đã cất nó đi rồi trong tình cảnh như này chỉ có thể đi đoạt lấy thôi lúc này trúc thiên quan quay trở lại ta đã trở về rồi đây trúc lãng vội vàng hỏi lão ba người thế nào nhờ có sự nhắc nhở của con trúc môn ta tổn thất không lớn đánh giặc chúng ta phải bắt vua trước xem ra ta phải đánh cược tất cả tài sản của mình để chiến đấu với tước lang thần trúc lãng liền đưa tay ngăn cản không được những cái đúc phẩm kia không thể giao thủ được với hắn ngay lập tức trúc lãng liền triệu hồi ra kiếm linh long ngọn lửa đỏ kèm theo những luồng ám khí đen dần, dần dần hội tụ trên cánh tay của trúc lãng nguồn sức mạnh to lớn của kiếm linh long bao trùm xung quanh trúc lãng trúc lãng nghiêm mặt lần này để ta đi trúc lãng gần giọng nói lớn đưa kiếm linh long hướng về trước tước lang thần ngươi hãy nhìn xem thanh kiếm trong tay ta trúc lãng liền hai tay nắm chặt thanh kiếm ngọn lửa dần dần bùng phát trúc lãng răng cắn chặt chuẩn bị xuất động chiêu thức đạp chân nhảy lên hướng tước lang thần và thiên long chi hai những ngọn lửa dao động tấn công lên màn chắn của thiên long chi hai tước lang thần nhai răng nở nụ cười thích thú ngọc huyết kiếm ngọc huyết kiếm là ngươi lại là ngươi trong lòng hắn suy nghĩ hắn chính là ban đầu ở liên sơn đảo đoạt mất của ta một cánh tay trúc lãng lạnh lùng đúng vậy chúng ta lại gặp nhau rồi giữa người và ta nhất định thế nào cũng sẽ có một trận chiến vậy thì chi bằng lần này xem là ai thắng ai thua đi dưới bước chân của trúc lãng những ngọn lửa dao động dữ dội hướng mặc tà về trước trúc lãng hét lớn thần huyết kiếm sức mạnh ẩn giấu trong kiếm linh long bộc phát ra ngày một dữ dội tước lang thần hốt hoảng hắn há mùng nói lớn kia là kiếm của ta ngọc huyết kiếm là đồ vật thuộc về ta trúc lãng lạnh mặt cứ yên tâm một lát nữa ta đâm nó vào đầu của ngươi thì nó sẽ là của ngươi bất ngờ một màn độc vụ tím to lớn lao nhanh tấn công trúc lãng sám mặt kinh ngạc độc vụ hóa thành một mũi tên sắc nhọn tấn công trúc lãng trúc lãng vội vàng né tránh với kiếm linh long trong tay trúc lãng dương kiếm lên cao chuẩn bị tấn công nghị kiếm chu tước một kiếm của trúc lãng xuất ra một ngọn lửa đỏ rực vô cùng dữ dội uốn lượn lao nhanh tấn công lửa hóa thành hình một con chu tước vô cùng hung dữ màn độc vụ tím của tước lang thần bị chu tước đánh vỡ những màn khí tím liền quay trở về thâm nhập vào cơ thể của hắn hắn nhìn chăm chú chật chật sau đó cả cơ thể của hắn liền hóa thành màn xương độc huyễn hóa ra một con mãng xà vô cùng to lớn mãng xà há miệng tấn công trúc lãng đang giữa không trung ngay lúc này chúc lãng hét lớn Thiên sát long ra đây giữa không gian trên đầu của con xà độc kia một vòng xoáy không gian tím ngắt tạo thành một cơn lốc xoáy xoay tròn trên đầu nó trong vòng xoáy Thiên sát long há miệng gầm gừ vô cùng tức giận gào 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 bà cha con nhà thằng nào ầm 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 Thiên sát long bay ra chân đạp lên đầu nó một chân quắp vào cơ thể của nó Thiên sát long liền bóp mạnh chân những móng vuốt sắc bén xé tan cơ thể của con xà độc kia quay trở về hình dạng thành những màn huyết vụ tím bên trên cao tước lang thần biến thành một con sói xám hai mắt đỏ ngâu xung quanh nó những mảnh đất đá bão cát không ngừng tỏa ra, hắn đạp không nhảy lên, xông ra ngoài kết giới của Thiên Ai Chi Long, hắn vô cùng thích thú, tuyệt vời tuyệt vời. nhìn thấy Tước Lang Thần, Thiên Sát Long cùng trúc lãng mặt đen kịt vô cùng hoàng hốt, hắn hóa lại thành hình người, những dòng khí vàng kim không ngừng tỏa ra xung quanh cơ thể hắn, hắn nở nụ cười ác ý, ngươi cho rằng dạng này thì có thể đánh bại được ta sao? hắn đưa tay lên cao, thi triển chiêu thức Tụ Tinh, liền triệu hồi ra một quả cầu to lớn như một hành tinh xanh ngắt bay lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó những quả cầu hành tinh khác cũng xuất hiện những luồng sức mạnh truyền cho nhau thâm nhập vào cơ thể của tước lang thần huyết vụ tín của hắn liền hồi phục tỏa ra vô cùng dữ dội gương mặt hắn như một con ác thú trường mắt cười khinh khỉnh thần lang tinh sức mạnh của hắn đã biến thành thần sói trúc lãng bên dưới cơ thể bất động mặt không ngừng toát mồ hôi suy nghĩ đó chính là sức mạnh của tinh thần chi lực sao hắn đưa tay về trước sức mạnh tinh thần chi lực xanh ngắt của hắn cuồn cuộn như một dòng thác to lớn liền hiện ra ha 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 mẹ kiếp đi chết đi từ bên trong một quả cầu tụ tinh liền huyễn hóa ra một bàn chân với móng vuốt rồng vô cùng to lớn từ trên cao hạ xuống đánh thẳng vào thiên sát long cùng trúc lãng hai người bọn họ bị rớt xuống bên dưới mặt đất ầm 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 trúc lãng cùng thiên sát long ngã gục mặt đất bên dưới nứt vỡ nhìn thấy trúc lãng nằm bất động bên dưới mặt đất tiểu bạch khởi lo lắng du 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 mau di chuyển đi trúc lãng mặt xám xịt mồm toé máu hai mắt chừng ra vô cùng sợ hãi bàn chân của con rồng to lớn kia đánh mạnh xuống nơi trúc lãng rơi xuống ngay lập tức trúc lãng vội vàng nhảy lên né tránh tập hợp cùng thiên sát long và bạch khởi bọn họ nghiêm mặt đối đầu với tước lang thần trúc lãng đưa tay thi triển kế hoạch thiên sát long ngươi tạm thời ẩn thân trước ta cùng bạch khởi lại xông lên một lần nữa ngay lập tức bạch khởi với tốc độ cực nhanh lao thẳng đến nơi của tước lang thần phía sau hỗ trợ trúc lãng liềm chém ra một kiếm lửa bay nhanh liệt không kiếm gió hỏa luôn bàn chiêu thức của trúc lãng chém vào cánh tay của tước lang thần ngọn lửa không ngừng bộc phát hắn nhắm mắt tỏ ra đau đớn gương mặt hắn liền trở nên đen lại nhìn vào vết chém sâu trên cánh tay của hắn máu cùng những hạt cát lưu xa bay ra bên ngoài trúc lãng mỉm cười suy nghĩ xem ra lực lượng của bản nguyên chi huyết đã sắp đến cực hạn rồi hắn nhe răng cười thích thú giơ cánh tay lên huyết đỏ không ngừng tuôn trào ra bên ngoài thật thật đáng buồn người dốc hết toàn lực trình độ của ngươi cũng chỉ có thể làm tổn thương ta đến chừng này nhưng chỉ là cái này vết thương huyết dịch cũng đủ để đoạt mạng của ngươi ngay lập tức hắn đưa tay trưởng về trước huyết dịch của hắn tạo thành một bàn tay đỏ rực tấn công xuống trúc lãng uy lực vô cùng to lớn chúc lãng chật vật giơ kiếm linh long lên cố gắng chống đỡ chúc lãng đưa cánh tay ra miệng hét lớn thiên sát long lên bên trong không gian linh vực của thiên sát long thiên sát long bất ngờ lao nhanh ra bên ngoài há miệng áp sát đến tước lang thần nhìn thấy thiên sát long hắn đứng bất động hoảng hốt hắn sợ hãi lùi về sau ti tiện chi long ta sẽ đem ngươi sẽ thành từng mảnh vụn bất ngờ cơ thể hắn liền trưởng ra những dòng huyết vụ kim quang sắc bén chém rách cơ thể của thiên sát long máu không ngừng chảy ra Tiên sát long há miệng gào thét, gừ gừ gừ, nguồn sức mạnh của đăng ngọc không ngừng tuôn trào tiếp thêm sức mạnh cho thiên sát long. Từ trong miệng của thiên sát long, những luồng ánh sáng xanh tím dữ dội dần được hội tụ, gào gào, một kích của thiên sát long liền tung ra, nguồn sức mạnh to lớn như vô vàn tia xét sắc bén, xé nát không gian vạn vật lao nhanh tấn công tước lang thần, ầm ầm ầm, cơ thể hắn cố gắng bao bọc sức mạnh kim quang ngăn chặn, trúc lãng bên này nghiêm mặt suy nghĩ, thiên sát long đã câu giờ cho ta, tranh thủ thời gian cho ta, bây giờ chính là cơ hội, ngay tại khắc này, Trúc Lãng bất ngờ áp sát, hai tay nắm chặt kiếm linh long, đôi mắt toát lên ngọn lửa tức giận, miệng hét lớn, bôn lôi thanh pháp, lôi hỏa hồng liên, một kiếm liền được chém ra vào cơ thể của tên Tước Lang Thần. Ngọn lửa kèm theo những tia lôi điện tỏa ra dữ dội đánh hắn bay thẳng xuống dưới, ầm ầm ầm, hắn liền rơi xuống trên một mái nhà bên dưới, va chạm vô cùng dữ dội. Trúc Lãng đưa kiếm lên cao, sức mạnh tiếp tục bộc phát, kiếm vẫn kiếm pháp, trời sập, chém mạnh một kiếm xuống bên dưới, những tảng băng xanh hắt sắc nhọn xuất hiện lao nhanh xuống. Đoàng đoàng, một cột băng xanh trắng đâm xuyên qua cơ thể của Tước Lang Thần, ghi chặt cơ thể hắn xuống bên dưới mặt đất, xung kích tỏa ra vô cùng kịch liệt. Hự hự, mặt đất bên dưới hắn nứt vỡ, máu không ngừng từ hốc mắt và miệng của hắn phọt ra bên ngoài, hắn gắng gượng ngồi dậy, nhìn những tên lính xung quanh, hắn nhìn chăm chú những tên lính trước mặt nở nụ cười gian ác. Ha ha, xuất hiện vừa đúng lúc, bàn tay của hắn, những móng vuốt của lang sói tím ngắt liền xuất hiện, ảo ảo, huyết khí của hắn đánh thẳng vào hai tên lính trước mặt, cơ thể bọn chúng dần dần bị hút đi sinh khí, chỉ trong tích tắc hai tên bọn chúng liền biến thành hai bộ xương khô sinh khí của tên tước lang thần dần dần được hồi phục trên cánh tay của hắn những dòng huyết khí đen u ám không ngừng thoát ra trúc lãng nhìn hắn không ngừng tàn sát hấp thụ sinh khí của binh lính trúc lãng nghiêm mặt suy nghĩ không được hắn ta đang lấy lại sức mạnh của mình trúc lãng sờ vào vật đeo trên cổ trong dự báo chi cảnh nếu cánh tay của hắn được hồi phục như cũ thần thông của hắn sẽ càng trở nên lợi hại có thể triệu hồi lưu xa tinh thể nhất định phải tranh thủ thời gian nghỉ biện pháp ngăn cản hắn bây giờ có thể ứng đối chỉ có cái này trúc lãng đứng trước chỉ tay vào mặt hắn quả nhiên ngươi chỉ có chút bản lĩnh này lúc trước chúng ta quyết đấu ngươi cũng chỉ là thắng ta trong hiểm cảnh thôi bây giờ cảm thấy đánh không lại ta liền giết chết những người không liên hệ kia để rút ra khí huyết của họ cánh tay của hắn hình thành một bàn tay huyết vụ vô cùng quỷ dị hắn nở nụ cười thích thú ha 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 đừng tự cho mình là đúng ta bây giờ không phải như lúc xưa để mà ngươi đem ra so sánh những sinh vật hạ giới thấp kém chỉ là lũ côn trùng ta mộ chiêu liền có thể dẫm chết hàng trăm hàng ngàn con nếu không phải khi đó ta xuyên qua hư vô chi xương ở đảo sương mù rơi vào trạng thái hư nhược ngươi làm sao có thể có cơ hội sống đến hôm nay được ngươi đã dám khiêu khích ta hiện tại ta sẽ hút khô máu của ngươi hắn liền lao đến đưa cánh tay ghê tởm kia bóp chặt lấy cổ trúc lãng ha 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 mặt hắn vô cùng đắc ý nhìn trúc lãng tiểu tử ngươi dám cả gan đấu với thần ngươi còn non một chút cánh tay của hắn bóp ngày một chặt vật trên cổ của trúc lãng bị sức ép hiện lên những vết nứt trúc lãng bất ngờ nở nụ cười nhìn chăm chú hắn ha 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 ngươi vẫn là với trước kia cùng một dạng ngu không ai bằng lúc này vật trên cổ trúc lãng liền vỡ nát những dòng huyết khí tím không ngừng tỏa ra hắn chừng mắt kinh ngạc không ngừng thắc mắc ngươi đã làm gì ngươi rốt cuộc là đã làm gì thập yêu trúc lãng cầm vào lọ bể trên cánh tay cười nói đồ ngu ngươi thân là tước lang thần lại trở thành loại người hỗn huyết người không ra người quỷ không ra quỷ thật sự là siêu quần bà túy là đổ rác rưởi hắn vô cùng bực tức răng cắn chặt mau đưa cho ta thần huyết cho ta thần huyết nếu không ta sẽ đưa tất cả các ngươi chôn cùng một mồ lũ trúc môn các ngươi người nhóm hoàng đô các ngươi cùng toàn bộ cực đỉnh tất cả đều chết đi cho ta bất ngờ luồng sức mạnh trên cánh tay của hắn không ngừng toát ra mái tóc của hắn bay ra gương mặt đen kịt không khác gì một con quỷ nguồn sức mạnh vô cùng to lớn tạo thành một vòng xoáy huyết vụ đỏ đen bóp méo cả không gian xung quanh vô cùng gây rợn hắn chừng mắt nhìn trúc lãng ngươi có thể sống sót sau thảm họa thần điên cuồng này của ta không trúc lãng toát mồ hôi suy nghĩ lưu xa tinh thể lại sắp được xuất ra rồi hắn đưa cánh tay lên cao tạo thành một quả cầu tím vô cùng to lớn hắn cười thích thú người năm đó không tiếc tính mạng của mình chặt đứt của ta một cánh tay là vì cứu những sinh vật hạ đẳng thấp kém kia đúng là đáng thương ha 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 bây giờ ta muốn tất cả mọi thứ ở đại lục cực đình này chôn theo cùng ta nếu như ngươi muốn đứng nhìn và mặc kệ mọi thứ vậy thì bây giờ liền đem thần huyết giao cho ta trúc lãng lạnh mặt ngươi đang đe dọa ta sao ta nghĩ rằng miễn là ta phong ấn nguồn gốc tinh huyết chi khí của ngươi ta liền có thể ngăn chặn lại sức mạnh của ngươi đúng là ta quá chủ quan rồi không nghĩ tới nhẫn long giới mới là thứ ẩn giấu của ngươi để cho mình một con đường lui trúc lãng nhếch miệng cười liền đưa kiếm linh long lên cao nhưng mà ta rất tiếc xoẹt xoẹt trúc lãng liềm chém nhanh một kiếm thẳng vào cánh tay của tước lang thần đòn kiếm khí vô cùng sắc bén chém bay chiếc nhẫn long giới ra khỏi cánh tay hắn tư tưởng có cảnh giới phân chia ta nếu như chỉ là phàm nhân vậy ngươi chính là rồi mũi trúc lãng liền nhanh tay bắt lấy nhẫn long giới nói tiếp ta thành thục khỏe mạnh chính trực tam quan đầy đủ cái này loại rác rưởi như ngươi học cả đời cũng không được Tước Lang Thần răng cắn chặt ôm lấy bàn tay bị Trúc Lãng xẻo đi một ngón, hắn vô cùng bực tức, bởi vì bản thân hắn đã thành Tước Lang Thần chín ngón. Trúc Lãng tiếp tục bộc phát ngọn lửa vô cùng dữ dội, ánh mắt khinh thường nhìn hắn, nhưng kiếp này ngươi đã không còn cơ hội, hãy mong kiếp sau đi. Tước Lang Thần vô cùng căm phẫn chừng mắt nhìn chăm chú Trúc Lãng, ngươi, ngươi dám giết thần minh sao? Trúc Lãng tiếp tục giơ kiếm lên, miệng bực tức quát lớn, loại chó má như ngươi cũng dám tự xưng là thần sao? Linh hồn của ngươi chẳng qua chỉ là một con giòi bẩn thỉu mà thôi. Nếu trăng sáng trên bầu trời và bầu trời tỏa sáng giống như ngươi, thần linh coi thường người dân và lừa dối thế giới, ta cũng sẽ tiêu diệt tất cả. Trúc lãng liền chém nhanh một kiếm hướng vào tước lang thần, có bao nhiêu người giống cái dạng ra hỏa như ngươi, ta sẽ giết bấy nhiêu, ảo ảo ảo. Vô số đường kiếm được trúc lãng chém ra tấn công vào tước lang thần, những vụ nổ xé rách cơ thể hắn, ngọn lửa vô cùng lớn mạnh đốt cháy mọi thứ nó đi qua, tước lang thần đứng bất động đòn công kích dịu đi khói bụi dần dần tan biến mờ ảo gương mặt của tước lang thần hiện ra cơ thể hắn teo tóp bị xé tan thành từng mảnh nhỏ hắn há miệng chừng mắt cam phẫn hét lớn các ngươi đều chết đi cho ta những dòng huyết vụ tím từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra bên ngoài hắn tự bạo sức mạnh tràn ra khiến cả bầu trời trên cao biến thành một bầu trời đỏ rực lửa bốc cháy nghi ngút những dòng huyết khí tà độc của hắn không ngừng tràn ra sức mạnh của hắn không ngừng hút đi sinh khí của những người bên dưới bọn họ hốt hoảng bỏ chạy trúc lãng hoảng hốt suy nghĩ cho dù là thần hồn câu diệt Tên Tước Lang thần này còn muốn dùng chút sức mạnh cuối cùng này tạo thành cuồng thần tai ương, kéo theo tất cả chúng ta chôn cùng sao? Trúc Lãng vội vàng đưa tay ra, nhẫn long dưới trong ngón tay của Trúc Lãng liền phát ra ánh sáng vàng kim, Trúc Lãng hét lớn: "Thiên Ai Chi Long, mau thủ hộ Hoàng Đô vạn dân!" Nhận lệnh, Thiên Ai Chi Long từ trên cao cuộn tròn lao nhanh xuống bên dưới, sức mạnh băng tinh của nó không ngừng bạo phát ra. Thiên Ai Chi Long há miệng lên thi triển thần thông, Băng Không Chi Xương, một nguồn sức mạnh to lớn liền xuất hiện, không khí xung quanh bị đóng băng hóa thành những thanh kiếm và những tảng băng lớn vô cùng sắc nhọn. Trong khoảnh khắc, những tòa núi băng to lớn liền xuất hiện giữa không trung, Thiên Ai Chi Long yếu ớt toát mồ hôi cúi mặt, nó bất ngờ giật mình liếc về sau, trên những đám mây, vô số những con rồng từ đâu xuất hiện, tất cả bọn chúng đồng loạt theo Thiên Ai Chi Long lao nhanh tấn công vào nơi nguồn sức mạnh của Tước Lang Thần bạo phát, đám rồng không ngừng bộc phát sức mạnh vàng kim, tạo thành một màn chắn ngăn chặn tà vũ huyết độc lao xuống, Thiên Ai Chi Long dùng cơ thể của mình cố gắng bảo vệ người dân bên dưới, nhóm người của Trúc Môn đồng loạt kinh ngạc, à? Trúc Thiên quan toát mồ hôi nói: "Kỳ, kỳ tích, đúng là kỳ tích!" thiên ai chi long liền bay lên cao nó ngẩng đầu nhìn chăm chú không khí xung quanh cơ thể nó không ngừng giao động cúi mặt nhìn xuống người dân bên dưới với một gương mặt quyết tâm ngay lập tức dùng chút sức mạnh cuối cùng của sinh mạng già nua của mình nó tạo thành một quả cầu băng tròn vô cùng to lớn cơ thể của nó dần dần tan biến hóa thành vô số băng tinh nhỏ bay xuống bên dưới trúc lãng kinh ngạc đây là băng thần long châu sao thiên ai chi long vũ hóa phong tiên sao trúc lãng vô cùng vui mừng thiên ai chi long mười vạn năm tu vi lại hóa long tinh tinh hoa cuối cùng dồn hết cho tiểu bạch khởi bên trên cao thiên ai chi long dần dần tan biến nhận được sức mạnh to lớn của thiên ai chi long bạch khởi cuối cùng đã tiến hóa vào giai đoạn hoàn toàn trúc lãng tay nắm chặt vui mừng bạch khởi cuối cùng đã thăng cấp trúc lãng suy nghĩ lúc trước nó từ bạch thương long thoái hóa ta bắt đầu lang thang bây giờ ta tiêu diệt được tước lang thần mà bạch khởi cũng khôi phục bộ dạng lúc trước mặc dù ta cũng không biết là thiên ai chi long biến mất hay hoàn toàn hoàn thành việc vũ hóa nhưng bây giờ tiểu bạch đã biến hóa giai đoạn trưởng thành kỳ về sau nếu như lại có thêm một tên cường địch cùng loại với tước lang thần ta cũng sẽ có sức mạnh để chống lại lực lượng của hắn, sẽ không giống lần này chịu không hiểm như vậy. Từ xa, đôi chân của Tinh Họa vội vàng chạy đi, ôm chầm lấy Trúc Lãng, Tinh Họa vui mừng, "Công tử, chúng ta đã thành công, ừm, hết thảy đều đã kết thúc rồi. Có lẽ tất cả những điều này cũng là trời xanh khảo nghiệm đối với ta, là vạn kiếp bất phục, hay là vũ hóa phi thăng thành thần, tất cả chỉ đều là một ý niệm." Tinh Họa tươi cười chỉ tay nói, "Công tử, nhìn đi, trên bầu trời, những nguồn ánh sáng xanh dần dần xuất hiện, giữa không trung xuất hiện một cánh cửa lớn." Trúc Lãng tươi cười, "Đó là giới Long môn." Cẩm Lý Tiên Sinh bất ngờ hiện ra nói, Giới Long Môn sẽ cho phép tất cả sinh linh vượt qua vương cấp tiến vào, về phần ai có thể tu thành chính quả, thì phải xem ông trời an bài thế nào, thậm chí chỉ là đi du lịch một vòng bên trong, linh khí cũng là vô hạn. Trúc Lãng lên tiếng, Giới Long Môn này bên trong rốt cuộc là có cái gì? Cẩm Lý Tiên Sinh liếc nhìn nói, hừ hừ, nhớ không được, nhưng ngươi nghĩ về nó, thì Tước Lang Thần nhiệm kỳ trước đều vẫn lạc bên trong đó, hung hiểm là điều không thể tránh khỏi, chẳng qua hiện nay chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Cực Đình Đại Lục đã là một đại lục chia năm xẻ bảy, nếu như không có lực lượng sức mạnh để đối kháng chống lại các tổ chức dưới thần, thì đại lục Cực Đình sẽ bị xâm chiếm hoàn toàn, các gia tộc và các tông tộc, tông môn lớn, sớm muộn cũng sẽ bị chúng chia rẽ và sẽ càng khó khăn hơn trong thời gian đó. Trúc Lãng tay nắm chặt, ta hiểu được vấn đề, vẫn là nên cố gắng càng sớm tiến vào giới Long môn để đề thăng tu vi, tinh họa lên tiếng, công tử, Mặt trời sắp xuống núi, những thứ ám vật chi linh trong đêm tối, tôi sợ bọn chúng lại xuất hiện, lão ba, ám vật đêm tối càng ngày càng hung hãn ta đề nghị trúc môn tốt nhất vẫn là rời đi tổ long thành bang nơi đó chúng ta chuẩn bị còn phòng thủ nhiều hơn một chút hoàng đô không phải là nơi ở thích hợp đâu trúc thiên quan trầm mặc nhìn những đệ tử bên kia nếu như vậy rất nhiều quốc gia thành bang thành trì đều sẽ không còn giá trị rồi đại lục cực đình sẽ rơi vào trạng thái cực đoan và trở lại tình trạng tương đối nguyên thủy và đa số người dân sẽ phải di rời trúc lãng tay nắm chặt cười nói không thành vấn đề chờ ta từ giới long môn trở ra nhất định sẽ có thực lực để đối kháng với thiên xu thần cương để cực đình mau chóng thoát ly khỏi sự kiểm soát của bọn họ. Bây giờ chúng ta trước tiên cứ cố gắng thích ứng với loại khí hậu đặc thù này trước đi. Được, vậy thì hãy bảo trọng. Lúc này, tên triệu sướng vương ra lên tiếng. Chúc môn chủ Vân tri Long quốc mặc dù lần này nguyên khí đại thương nhưng còn giữ được một chút căn cơ. Ta nghĩ đem Vân tri Long quốc cũng rời đến tổ Long thành bang, không biết ý của ngài như thế nào. Chúc thiên quan tươi cười. Có thể có thể. Vân tri Long quốc rất tử tế với toàn bộ hoàng đế của chúng ta. Chúc môn chúng ta cũng nguyện ý giao hảo, sẵn sàng cung cấp nuôi dưỡng đa tạ trúc môn chủ đã bỏ qua hiểm khích lúc trước trúc thiên quan cười nói bây giờ chúng ta đều là người không nhà không quan tâm quá khứ cũng không cần quan tâm ân oán sinh tồn mới là quan trọng nhất ngay lập tức trúc thiên quan cùng người của chúc môn đưa tay hô hào đi thôi đi thôi chúng ta về tổ long thành bang chuyển cảnh đến tổ long thành bang trúc lãng quay trở về niệm niệm cùng nam linh sa từ bên trong bước ra việc di rời đã được sắp xếp ổn thỏa chúng ta cũng tranh thủ tiến vào giới long môn càng sớm càng tốt Niệm niệm tươi cười, chà chà, cuối cùng thì tôi cũng có thể ra ngoài ăn những món ngon từ khắp nơi trong thiên hạ một lần nữa rồi. Nam Linh Sa đi đến, đây là Ngân Sam Thánh Lộ 10 vạn năm, Trúc Lãng kinh ngạc. 10 vạn năm sau, Trúc Lãng không ngừng suy nghĩ, khá lắm khá lắm, những làn sóng tuế nguyệt thật sự đã làm cho Thánh Trúc Lâm trở nên khoa trương hơn rồi. Không ngờ lại có thể hình thành Ngân Sam Thánh Lộ 10 vạn năm, Trúc Lãng liền nói, đây là lễ vật dùng để chia tay sao. Chân quý như vậy, nàng ấy nói đưa liền đưa, Nam Linh Sa bực tức, gương mặt khó chịu, ồ ồ vậy thì thôi linh sa cô nương ta chỉ là nói đùa với cô thôi đi ra ngoài làm sao không thể mang theo cô đi được chứ là một mục long sư ta nhất định sẽ bảo vệ nam linh sa cô nương chu toàn nói tóm lại chúng ta phải hợp lực cùng nhau để cướp tài nguyên của những kẻ tự xưng là tổ chức giới thần linh sa nói tinh họa cũng đã dùng nhiên hồn chi hiến nàng ta sẽ ngủ rất lâu chúng ta cũng phải cần rất nhiều thần cổ đăng ngọc để đánh thức tinh họa nhưng những gì chúng ta hiện có là không đủ đúng không đúng vậy nàng sử dụng chính là hao tổn linh hồn càng nhiều thì năng lực dự đoán càng mạnh mặc dù thần hồn của chúng ta so với trước kia cường đại hơn rất nhiều nhưng cũng cần rất nhiều thần cổ đăng ngọc vậy thì chúng ta đợi vân tư tỉnh lại thì đi thôi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn nhắc lại là video này là những tập mới nhất rồi nên các bạn đừng hối ép chấp mới nhé chuyện chưa ra thì s không biết lấy đâu làm cho các bạn cả cảm ơn các bạn